Vâng, xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người căng vượt cầu lông trên chiếc máy cơ. Đây là chiếc máy cơ AX3 các bạn nhé. Và chúng ta sẽ bắt đầu học căng cái vượt cầu lông bằng phương pháp 4 nút trên máy cơ. Đây là cây vợt khung đã đan sẵn. Và chúng ta sẽ bắt đầu đặt vợt vào cái máy. Chúng ta để ý nhé. Khi ta đặt vợt thì cái cán vợt quay ra phía ngoài, cái đầu vợt quay vào cái chỗ khung. Cái phía dây cước chúng ta đặt ở phía bên ngoài này. Chúng ta đặt đúng cái tâm của vợt vào cái máy. Đấy. Xoáy cái này trước giữ cho nó giữ, xong rồi lấy hai tay xoáy chéo vào nhau. Không cần mình đấy, nó phải chéo vào nhau để nó triệt tiêu lực, chứ đừng xoáy một bên sang nhé. Và chúng ta chỉnh cho nó vuông góc với lại cái vợt nhé, chỉnh cái phần này vuông góc với cái vợt. Nếu mình chỉnh chéo là nó lại bị trượt trượt không giữ được vợt, nên chúng ta phải chỉnh cái vuông góc. Đối với máy cơ thì nó thường có bốn cái chấu như vậy, nhưng máy điện tử thì cần xoáy ngang đó là xong. Và chúng ta chỉnh lại, nhớ là chỉnh vừa tới, không được vận chặt quá, vận chặt quá sẽ méo khung. Đó. Đấy, chúng ta có thể đặt chỉnh đơn giản như vậy thôi. Sau khi chỉnh xong, nắn nó xong, chỉnh xong, đây là mình chỉnh cẩn thận một chút nhá, chứ còn quen rồi thì nó lại đơn giản. Bắt đầu chúng ta đến chỉnh cái mức kg để kéo dây. Mọi người có thể nhìn sát vào đây này. Thì nó có những cái chỉnh kg là một bên là LPS, một bên là kg này. Chúng ta chỉnh theo cái mức nào thì chúng ta lấy thông số bên đấy. Ngoài ra nó còn có một những cái chỉnh vi chỉnh nhỏ ấy. Đấy, 0,51 đến 2 này. Mỗi cái đấy là một nửa cân nhá. Và giữa những cái nửa cân đấy thì là sao? 0,25. Và có những cái đầu nhỏ bên ngoài đây là 0,1 kg nhá. Cái đấy nó cũng không quan trọng lắm, chúng ta làm quen cái động tác là chúng ta sẽ biết được cái mức căng nó ở khoảng bao nhiêu, chúng ta lên in cái bảng LPS hoặc kg chuyển đổi ra để nhìn cho nó dễ. Với những người mới thôi, những người lâu năm quen rồi thì sẽ dễ. Và bây giờ chúng ta sẽ dồn dây từ giữa vào để kéo 4 nút đúng không ạ? Dồn dây từ giữa vào để kéo 4 nút. Đây là đối với cái vợt đan sẵn đơn giản. Đấy, chúng ta sẽ dồn dây vào. Bây giờ mình sẽ tháo ra, mình đặt lại cái vợt cho mọi người xem này. Vì cái phần đặt vợt này rất là quan trọng. Đối với những người mới, nếu mà đặt lệch thì dễ bị méo khung hoặc là móp hoặc là không an toàn, thì mình sẽ tháo ra mình đặt lại cho các bạn xem nhé. Đấy, bắt đầu mình chỉnh này. Đó, đây là cái phần giữ đầu vợt này. Cái phần này giúp cho nó đỡ không bị lún gen đầu vợt. Nếu mà những cái máy cơ là mà chưa có thì chúng ta có thể lên mua, cái này nó cũng không có đắt lắm, tầm 75.000 một cái thôi, một đôi 150. Và chúng ta bây giờ chúng ta đặt đặt cái đầu vợt thì quay vào cái đầu máy căng nhá. Và chúng ta đặt từ giữa ra đúng không ạ? Đầu tiên là chúng ta sẽ xoáy, đặt giữ cố định bên dưới rồi xoáy bên trên. Khi nó giữ được vợt rồi, hai tay mình bỏ ra, mình sẽ xoáy chéo vào nhau như vậy. Đừng xoáy từ hai bên sang nhé, vì nó sẽ bị xô. Xoáy như này. Sau khi xoáy bốn cái xong thì chúng ta lại chỉnh ở giữa, làm sao cho nó vừa đủ, không được quá chặt, nặng tay quá thì nó sẽ bị trượt trong quá trình căng, mà chặt quá thì dễ bị móp khung. Đấy, khi nó ổn định rồi chúng ta sẽ chuẩn bị bắt đầu căng. Đấy. Cái đầu dây này là phía bên ngoài này nhá. Cái đấy không quan trọng lắm, mình đặt cho nó một cái gọi là cố định hướng ra bên ngoài. Bây giờ dùng dùi này, chúng ta sẽ dùng dùng chúng ta thể buộc tạm cái này lại, nếu không nó trượt khi mình kéo nó trượt. Nếu mà người nào căng căng dậy cước cuộn thì chúng ta thể đơn giản hơn, chúng ta sẽ không cần phải đan dây ngang. Còn chúng ta căng cước vỉ, chúng ta đan sẵn dây ngang cũng được. Đó. Chúng ta sẽ dồn cước vào giữa đúng không ạ?
Khi chúng ta dồn cước vào giữa là đủ dài để cho mình kéo được 4 dây. Hai cái dây cần kéo và hai cái dây của khác của nó. Thì trong khi kéo thì một tay đưa một tay kéo như vậy thì nó sẽ không bị xoắn dây. Lấy hai cái dây giữa đặt xuống bên dưới cán vợt và chúng ta đưa vào cái phần kéo. Đấy, đưa hai cái phần này vào kéo. Cảm giác nó vừa đủ, không sát quá mà cũng không dài quá. Đấy. Lấy đúng hai cái dây giữa rồi, lấy tay đặt ra rồi, khi đưa vào chúng ta sẽ kéo này, chúng ta chỉnh cân xong chúng ta sẽ kéo nó bật ra một cái là đủ cân này. Thì phải có hai dây căng và hai dây trùng nhé, nếu mà 4 dây mà đều căng có nghĩa là thiếu cân và đôi khi nó bị xước cước đứt dây. Thì chúng ta nhớ là hai dây mình căng là kéo thì nó căng, còn hai dây không kéo nó phải trùng như vậy. Thì nếu mà người làm mà dồn ngắn quá chúng ta phải dồn ở trên đầu xuống hoặc là dồn ở me vào. Bắt đầu chúng ta dùng cái kìm kẹp một cái bên dưới và một cái bên trên, hoặc là hai cái bên dưới cũng được, hai cái bên trên cũng được, nhưng mà tí chúng ta phải kéo lại hai cái dây này, mặc dù chúng ta đã căng nhưng kéo lại. Nhiều người không kéo lại xong lại bảo tại sao 4 dây giữa nó trùng, bởi vì chúng ta cứ kéo có một lần. Đây mình đặt này rồi. Khi mà nhả cước mọi người để ý nhé, khi nhả cước mọi người phải để ý là lấy tay này giữ vào đây và một tay giữ cái cò. Nếu mà để không như này nó bật ngược lại này, nó bật ngược lại thì nó dễ bị nhanh bị hỏng hoặc là xước sơ cái máy cong vợt. Thì chúng ta cái cán này thì quay ra phía ngoài này, đừng quay vào phía bên trong này nhé. Quay phía bên trong này chúng ta mất thời gian phải di chuyển, quay phía bên ngoài này, biên độ của nó cái cán nó quay phía bên ngoài rồi. Bây giờ chúng ta sẽ kéo cái phần nào mà nó cái kìm kẹp nó phía bên dưới trước, vì cái đoạn đấy nó ngắn mà. Chúng ta sẽ kéo trước. Đây, đây là kéo lượt một nhá. Kéo lượt một xong là chúng ta giữ nguyên cái biên độ kéo lại. Cái này phải cảm giác nó đơn giản thôi nhá. Đấy, giữ dứt khoát. Đấy. Xong là nhả cái này ra. Thì chúng ta phải kéo lại một lần nữa, bởi vì là bản thân vừa nãy chúng ta kéo 2 giây nó không được hết lực. Bây giờ chúng ta phải kéo ra một lượt nữa để nó cái biên độ nó di chuyển lên một chút. Một chút đấy là nó thêm được nhiều cân đấy các bạn ạ. Và chúng ta giữ lại. Đây là xong 2 giây ở phía bên này nhá. Chúng ta quay lại kéo cái dây vừa nãy chúng ta kéo từ giữa 2 giây đấy. Bây giờ kéo lại cái dây này để di chuyển cái kìm ở bên trên xuống bên dưới. Chúng ta cũng phải nhả chân này. Chúng ta nhả có thể nhả bên chân như vậy. Rồi chúng ta kéo lại. Nhớ nhé, chúng ta phải kéo 2 lần rồi chúng ta khóa lại và bắt đầu chúng ta căng cái dây thứ tư. Thứ tư là 4 dây giữa. Sau khi 4 dây giữa căng xong đều hai bên, chúng ta mới lần lượt căng hai bên đúng không ạ? Đấy, chúng ta nhả ra, chúng ta lại kéo thêm một chút nữa. Đấy, cái biên độ nó đi một chút thôi là nó đã thay đổi mức cân rồi, nhưng mà vẫn bằng đấy cân nhé, bởi vì vừa nãy chúng ta kéo là nó chưa hết lực. Đối với 4 dây giữa chúng ta để ý một chút là được đấy. Và sau khi đã hoàn thành 4 dây giữa từ giữa ra hai bên thì chúng ta lần lượt căng 2 dây 1 đây, một bên này một bên kia nữa đó. Chúng ta nhớ này, động tác này chúng ta có nhìn nhả ra và kéo lại nếu mà cảm thấy cái động tác của mình nó chưa đủ lực rồi, nhả cái chân này ra kéo lại đấy, thế là nó sẽ di chuyển thêm một chút. Đối với những cái kìm nó bị lỏng, nếu kìm chặt thì nó không sao, nhưng kìm lỏng thì chúng ta phải kéo lại như vậy. Rồi tiếp tục căng phía dây bên này, căng xong bên một đầu chúng ta mới quay sang đầu kia chúng ta kéo đấy, căng từ giữa ra hai bên đấy. Động tác luôn luôn có động tác này, mình luôn luôn mình có động tác. À, cái kìm này nó đang bị trượt đây, thì một là mình phải sửa nó, hai là mình phải khắc chế nó bằng cách là mình nhả ra mình kéo lại đấy. Khi nó kẹp xong là nó lại bị tụt đi một chút đúng không? Đây cái máy cũ mình mới mua, mình chưa bảo hành bảo dưỡng lại, thì bây giờ mình sẽ căng tạm cho các bạn theo dõi cái video này. Đối với những cái trường hợp mà cái kìm nó bị di chuyển chúng ta sẽ kéo như vậy, hoặc là mua một cái kìm trên để chúng ta giữ cho dây cước nó ổn định. Rồi tiếp tục kéo.
một tay ở bên này, một tay ở bên kia, hai tay, mỗi tay phụ trách một bên. Đó, chúng ta làm nhiều sẽ quen thôi. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ kéo, nhớ là hai tay sử dụng, một tay kéo cước, một tay đưa cước vào nhé. Chúng ta để ý là đôi khi chúng ta kéo cái ghen nó sẽ bị tụt ra ấy, chúng ta phải lấy cái tay chúng ta giữ lại hoặc là đẩy ngược lại, rồi chúng ta mới tiếp tục kéo tiếp. Nếu không nó tụt ghen ra là chúng ta sẽ bị cái ghen nó bị tụt ra, nó sẽ bị hỏng. Cứ lần lượt làm, chúng ta làm cho thật quen tay đấy. Đây là video mình làm từ từ cho các bạn xem để cho nó quen tay đấy. Sau này các bạn quen tay rồi các bạn làm nó cũng nhanh thôi. Quan trọng là gì, cái căng bốn nút là căng từ giữa ra hai bên, còn cái hai nút là căng từ một bên sang một bên, nó sẽ bị dễ bị cái khung nó bị chửa, còn cái bốn nút căng ra hai bên nó dàn đều. Đây là cái phương pháp căng mà mọi người lên nên học, nó rất tốt bảo vệ cho những cái khung vợt như ngày nay. Khung vợt ngày nay nó cái nó dễ bị sập hơn ngày xưa, theo cảm giác như mình hiểu như vậy đấy. Đưa cái đấy vào gần nhất có thể, rồi chúng ta kéo, có thể kéo hai lần mà, hai lần nó sẽ giúp cho cái sợi cước nó ổn định hơn. Đấy nó đối với máy cơ thôi, máy điện tử thì mình có thể kéo rồi nó sẽ hỗ trợ kéo cho một lần. Máy cơ mình làm cái động tác này nhanh dứt khoát thì nó cũng ổn định. Người nào quen tay thì thấy nó việc nó căng nó cũng đơn giản. Tiếp tục cứ lần lượt căng từ giữa ra hai bên đúng không ạ? Trong quá trình căng chúng ta phải luôn luôn theo dõi. Kẹp sát nhất có thể. Tiếp tục trong quá trình căng, nếu mà quen rồi sau này khách mà ngồi đợi thì chúng ta đừng có tập trung vào căng quá, chúng ta có thể vừa căng vừa nói chuyện với khách để dẫn dắt câu chuyện, chứ cứ tập trung căng quá mà lại trong không khí nó im im thì mình có thể mở nhạc hoặc không thì mình sẽ gì ạ, nói chuyện với khách. Chỉ căng một cái vợt khách đợi trong gần 20 phút hoặc là hơn 20 phút mà lại không ai bắt chuyện gì thì nó sẽ không hay. Mình có những câu chuyện mình nói chuyện với khách nó vui. Đấy, tiếp tục mình căng. Mọi người để ý nhá. Đấy, khi mình đưa tay mình kẹp vào cái đoạn này gần nhất có thể. Nếu mà xa thì xa quá thì cái lực kéo nó không hết. Mình luôn luôn mình đưa gần nhất có thể. Và cái sợi kéo, cái vợt lúc nào nó cũng phải vuông góc, đường thẳng, không bị va chạm và cái nào. Cái chỗ này là dây đan trước này là nó dễ bị xô này. Mọi người để ý nếu không kẹp vào cái dây ngang là dễ bị hỏng cước này. Bây giờ là còn những cái dây cuối cùng rồi thì chúng ta sẽ phải xử lý theo cái như thế nào đây. Mọi người để ý này, còn hai dây cuối cùng ở một bên này thì chúng ta xử lý cái dây ngắn ở phía bên chốt này trước, còn cái dây tiếp nối với cái dây ngang thì mình sẽ xử lý sau. Bây giờ mình sẽ căng cái phía bên này trước nha, mọi người để ý này. Đó, thì mình đan vợt là cái dây ngoài cùng nó ở giữa thì mình sẽ kéo cái dây phía ngoài cùng trước, xong là mới quay ngược lại kéo cái dây cuối cùng đây. Mình có thể tăng nửa cân ở cái dây này cũng được, hoặc là mình kéo đều tay. Thường là mình tăng nửa cân ở dây này, xong là đến lúc mình sẽ căng lại thêm nửa cân ở cái dây cuối cùng. Đây là cái cách mà cái đan đến đây mình vòng ra ngoài xong quay lại thì cái đoạn khóa này nó ngắn hơn, mà nó cũng giảm những cái phần vòng cước nó đỡ bị rối. Rồi, chúng ta khóa lại. Chúng ta nhớ giữ chốt này.
Để ý này, kéo, chúng ta sẽ tăng nửa cân ở cái dây này tiếp hoặc là tăng 1 cân ở dây này để cái lực kéo nó được ổn định. Đây là mình không có tăng, mình quen tay là mình không có tăng, nhưng mà với mọi người thì lên, người mới thì nên tăng 1 cân, nhưng mà tăng xong là phải giả lại nhé, kéo xong giả lại không lại quên, lại cứ để vậy kéo đến cuối. Bây giờ là mình chốt dây này, chốt vào cái lỗ to đầu tiên ở dưới dây ngang đấy. Nếu mà trường hợp vướng thì mình sẽ dùng cái dù này mình hất ngược lại về cái, chứ đừng lấy cái dù này chọc vào đây nhá, dễ bị đứt cước. Mà mình đưa cái đầu này hoặc dùng một cái gì ạ, cái móc các bạn ạ, đây là cái móc, mình đẩy ngược về đây cái, mình rét cái sợi cước vào cái là nó sẽ xuyên qua ngay đấy, rất dễ dàng. Chứ đừng lấy cái dùi chọc nhé, đôi khi không biết, không chọc khéo là dễ bị sao ạ, bị đứt dây dọc. Trường hợp như những cái vợt mới mà gen mới thì mình phải sao ạ, mình phải dùi nó trước, nhất là những cái vợt Sonic cái gen mới của nó rất nhỏ, mà 2 dây cùng vào một mắt nó nhỏ thì mình phải dùi trước. Bây giờ mình dồn cước trước các bạn, dồn cước ở những cái điểm giao giao giữa dây dọc dây ngang này này, mọi người để ý nhá, dồn cước để mình khi mình chốt ấy, là mình chốt, sau khi mình chốt xong mình biết được là cái dây chốt của mình nó không đè vào cái dây ngang, bởi vì nó có những cái mắt giao nhau này. Nếu mà mình không để ý đấy là mình đến lúc mình kéo cái dây ngang cái là bị xoắn ngay. Khi nó xoắn rồi mình lại phải mất công nhả ra từ đầu hoặc là mình mở chốt ra, chứ để cố tình để kéo vậy là dễ bị đứt cước. Bây giờ mình chốt lại này, khi mình chốt đây mình phải kiểm tra cái dây ngang của mình nó có bị đè không, rồi mình đặt ngược lại cái là xong ấy. Mà đầu tiên là mình sẽ xoắn sợi dây quanh cái dây dọc trước, xong mình mới chốt sau nhé, để cho nó đỡ bị tụt ấy. Đây, chúng ta xoắn nhé, chúng ta xoắn thì chưa chốt ạ, xoắn cái động tác này mình sẽ dùng một cái kìm bắt đầu để mình kéo cho nó đỡ bị xước tay. Nhiều người không dùng kìm kéo, ngày xưa mình cũng vậy, hay bị xước tay đấy, dùng cái dù kéo này nó hỗ trợ cho mình. Rồi khi xoắn quanh cái sợi đấy một cái là cái sợi căng, nó căng ra rồi, bắt đầu mình mới bắt đầu chốt này, chốt quanh dây dọc, mình khóa nó đơn giản thôi. Đây là cái cách đơn giản nhất, một nút này, xong là mình làm thêm một nút nữa là 2 này, kéo ngược ra để cho nó hết dây, xong bắt đầu mình mới đưa vào nhé. Có thể còn nhiều nút nữa nhưng mà đây là cái nút đơn giản để cho bạn hiểu. Sau khi xong dây dọc ở phía bên này, chúng ta sẽ sang dây này xử lý cũng như vậy, nhưng mà nếu như mà mình căng 4 nút thì mình mới cắt, còn nếu mà mình chốt 4 nút thì mình mới cắt, còn không thì mình cứ vậy mình đan lên thôi. Đấy, mình cũng phải để ý cái dây dọc cái dây ngang này hay bị đè nhau thì mình mở cái khóa ra trước. Sau khi mình thấy nó, mình kéo xong, mình kiểm tra mà nó không bị vướng thì bắt đầu chúng ta sẽ tiếp tục tiến hành. Dây này chúng ta cũng tăng nửa cân so với cái dây bình thường, sau đấy là dây dây kia thì mình sẽ, vì mình không chốt thì mình không cần phải tăng đấy, cái đoạn là vì mình không chốt thì không phải tăng nữa. Còn nếu mà mình chốt 4 nút, chốt hết dây dọc thì mình phải tăng nửa cân ở dây giáp ngoài và nửa cân ở dây tiếp theo. Chỗ này nó có điểm giao ở trên đầu này, mọi người để ý nhé, chúng ta cũng phải di chuyển cái dây dọc ra, nếu không, đây là cái việc mình đan trước là nó hay như vậy, còn nếu mà đan sau thì mình không phải chỉnh rồi. Nhưng mà cái đoạn này thì mình phải đưa những cái đoạn cước nhỏ vào để làm gì ạ, để khi mình căng đến cái đoạn đấy thì nó có cái dây nhỏ nó hỗ trợ mình để mình xỏ cước qua cho dễ. Tiếp tục căng đến dây ngang đầu tiên, đây là cái vợt mà mình không gì ạ, không chốt 4 nút, mình căng đơn giản cho các bạn xem đó, căng dây ngang đầu tiên. Nếu mà căng 4 nút thì mình sẽ không kéo cái dây này đầu tiên mà kéo dây thứ hai các bạn nhé. Đây là 2 nút nên mình kéo luôn. Mọi người để ý này, một tay kéo một tay đưa cước vào tận nơi nhé. Và hai mình sau khi kéo xong mình vê 2 cái sợi cước gần nhất vào xuống. Khi mình kéo xong nó tự vồng lên.
mình chỉ đẩy cái dây kia lên thôi, và sau đấy là mình kiểm tra xem dây nó thẳng chưa, bắt đầu mình chỉnh cho nó phù hợp. Mình đừng có di chuyển nhiều quá nhá, sau khi kéo dây ngang xong thì mình nên để nó ổn định nhất, đừng có vạch chỉnh nhiều. Tiếp tục chân ta sẽ căng. Mình để ý này, cái kìm của mình nó đang bị lung lay chẳng hạn, thì một là mình phải sửa, hai là mình đang trong quá trình căng này mình nó bị thiếu thì mình phải có một cái kìm phụ kẹp cái bên trên để hỗ trợ cái này, nếu không là thiếu cân, nó chỉ di chuyển một chút đấy thôi là nó thiếu cân rồi. Đấy, đây là cái chân này đang bị có lỗi, thì sau cái ngày hôm nay mình sẽ sửa lại. Cái này mới nhận của bạn Hiếu ở Tây Linh, bạn ấy gửi ra cho. Tiếp tục mình nhớ là kéo hai cái đầu me này nhé, đừng kéo ở giữa này nhé, đừng kéo ở giữa này. Kéo một chút ở hai đầu me thôi, xong là đẩy cước ra ngoài và chúng ta kéo ở phía bên ngoài, bắt đầu một tay đưa cước vào tận nơi và sao một tay kéo, chúng ta kéo xong chúng ta đẩy xuống như vậy, cái dây nào cũng đẩy xuống như vậy, đừng để nó tự nhiên nhé, bởi vì nó vòng lên vòng xuống nó không được đều cước mặc dù là đủ cân. Xong là mình chỉnh một chút cho thẳng, kéo hai lần này, động tác kéo hai lần nhé, hai lần ba lần được, nó chỉ là cái động tác mở ra khóa lại, mở khóa ra khóa lại thôi. Tiếp tục chúng ta giữ kẹp sát cách một mắt, cách một mắt so với lại cái khung, nếu không mà mình đưa sát khung quá đôi khi bị xước khung. Tiếp tục mở lên kéo một chút đi nhá, kéo một chút ở dây lên đẩy ra xong là hỗ trợ đấy, bắt đầu hai tay nhớ cái tay phía bên này chúng ta phải đưa cước sát vào chúng ta bỏ nha, lúc nào có động tác về cước này, về cước này để cho nó khi nó vòng thì nó vòng lên một chiều nó thẳng hàng đấy, nhả ra kéo lại, nhả ra kéo lại không sao. Đây là mình đang là làm cho các bạn cảm thấy nó quen máy thôi, còn sau là mình quen rồi chỉ một hai động tác là xong một cái sợi dây. Bây giờ là có những cái điểm giao với lại cái phần gì ạ? Cái phần chấu giữ ở bốn xung quanh này này, chúng ta phải để ý là cái điểm mà chúng ta kéo tiếp xúc dây cước với cái này thì chúng ta hạn chế cái vướng nhất có thể nhá. Chỗ này nay bị vướng này. Một là mình luồn xuống bên dưới này mà mình kéo, hai là mình kéo làm sao là cái điểm đấy nó bị vướng vào cái này ít nhất có thể, nếu không là nó bị xước ở chỗ này, nhiều khi là bị xước ở chỗ này, cái này là cái mỏ vịt mình hay là mỏ vịt giữ vợt ấy màu trắng này, thì nó khi nó bị vướng này nhiều thành quen, đến lúc mình kéo đấy không may nó bị xước thì cái chỗ này mình làm sao để cho cái điểm này nó tiếp xúc ít nhất có thể, nếu mà nó vướng nhiều quá thì mình luồn xuống bên dưới để mình kéo này. Tiếp tục căng dây ngang. Đấy. Khi mình kéo một tay mình khóa cái đầu mũi cước lại nhá, nếu không nó trượt ra phát là nó dễ bị đứt cước. Đưa sát kéo một phát hai phát đấy, cái động tác của mình máy cơ mình hay làm kiểu này, nó cũng vẫn bằng đấy cân thôi nhưng mà dây cảm giác nó giãn được tốt hơn. Mình kéo một lần đôi khi là cái lực nó không hết, nhất là những cái dây mà là dây chun ấy, dây là polyester nó còn đỡ, dây chun là lực kéo đôi khi nó không hết được, cái dây chun là những cái dây cái dòng dây rẻ tiền nó mười mấy nghìn hai mấy nghìn ấy. Đó, kẹp lại, động tác mình nhả với khóa là nhẹ nhàng hay làm mạnh quá đôi khi nó dễ bị hỏng. Cái dùi này mình cầm nó như này, đừng cầm như này nhá, cầm như này kéo ra nhiều khi nó sẽ bị xước ở cái đầu mõm này này, nhiều người sẽ cảm thấy là cái đầu nhựa của cái dùi này nó bị xước mà mình cứ vậy mình để mình kéo là sao ạ, vô tình cái phần xước đấy mà mình không mua cái dùi mới mình thay ấy, là sẽ bị xước. Đây này mình không khóa lại nhá, mà hai cái tay này để này mình không khóa lại cái đầu mũi nó
trượt ra phát là nó dễ bị đứt cước, nên là cái động tác này mình phải khóa như vậy, tiếp tục kéo nhé. Đấy, làm động tác này làm nhiều nó sẽ quen đấy. Đấy, luôn luôn về cước xuống cho nó thẳng hàng, kéo hai lần, kéo xong một cái lại kéo thêm cái nữa. Ừ, cái dây cước này nó bị vướng bên trong này mọi người không, thì khi mình kéo xong mình phải đẩy ra phía ngoài này, đẩy ra phía ngoài để tự động là nó rơi vào trong cái kẹp này, nó sẽ bị vướng mình. Đấy, mình chỉ cần một lần quên cái là bị vướng lại, mất thời gian động tác mình làm quen nó sẽ. Đấy, luôn luôn khóa này, một tay đưa vào, một tay đưa cước vào tận nơi vì bỏ này, nó sẽ không bị xoắn cước. Đấy là đối với những người mà đan sẵn rồi phải có những cái bài này, còn những cái người mà họ đan đến đâu căng đến đấy thì nó đơn giản hơn. Tiếp, những người mà đan đâu căng đến đấy thì khi mà căng dây dọc xong mình để ý cái dây ngang nhé, cái dây ngang nó hay bị rơi xuống đất, nhiều khi mình nhắm dây lên lên dây ấy, mình nhiều nhiều shop mình đến mình theo dõi người ta căng ấy là người ta không để ý, người ta cứ nhắm lên cái dây đấy, dày nhắm lên đấy là nó dễ bị hỏng cước, cho nên là căng dây dọc cái phần dư của dây nó rơi xuống đất chúng ta phải bỏ gọn lại, không là chúng ta mài căng quá là nhắm lên dây là nó dễ bị đứt. Đấy, cái chân này nó vẫn bị tụt này, thì trong quá trình căng mình phải để ý đấy, thấy mọi người thấy không, chân nó tụt quá thì mình phải kéo ngược lại này, sửa ngay sau hôm nay mình phải sửa ngay ngay cái máy cơ này, máy này mới nhận về bảo dưỡng nhưng mà tiện mình quay cái video nên mình chưa để ý, nhưng mà mình phải để ý là mình chưa sửa được thì mình phải có những cái bài để mình khắc phục cái này đang tận dụng căng, thì mình phải kéo 2 3 lần đấy, kẹp xong cái kéo đừng kéo ở giữa nhé, luôn luôn kéo ở me này, kéo đừng kéo ở đây, kéo ở me, hai tay một tay đưa sát vào, một tay về cước xuống này, về là quay này, kéo là 2 lần này, mình nhả cái kìm ra là bắt đầu mình có thể kéo thêm một cái nữa. Đấy, trường hợp mà cái kìm nó bị tụt như vậy thì mình mua cái kẹp bên trên về mình hỗ trợ thêm. Bây giờ thay cái bộ ray với lại cái bộ chân giữ của cái máy này nó cũng phải 6,5 triệu một cặp, hoặc là cái loại tự động ấy là 9,5 triệu, bằng gần cái máy mới rồi. Cái máy à cần cái máy cũ này mua đã gần bằng tiền đấy rồi. Nếu mà mình không sửa được mình thay thì rất là tốn tiền. Cho nên là khi mình mua cái máy cũ mình không biết cách mua là mình dễ bị mua phải những cái máy nó có vấn đề. Cho nên mình vẫn bảo mọi người là muốn mua máy cũ là phải học căng vợt đã, biết căng vợt đã. Thì đến khi mình test ở cái máy đấy xong nó có vấn đề gì không thì mình mua thì sẽ không bị mua đắt. Tiếp tục chúng ta căng lên này. Rồi, cái này nó vẫn có vấn đề, luôn luôn phải để ý có vấn đề kéo đi kéo lại, khóa chặt lại một chút. Đấy, khóa nỏng tay cái là cái chân nó trượt ngay, đối với những cái máy cổ này hơi kéo lên một chút thôi để giãn ra phía bên này. Bây giờ nó lại giao với lại cái mỏ vịt giữ cái chấu giữ xung quanh này, mình để ý là xem cái phần tiếp xúc nào ít nhất thì mình kéo ở đấy. Bây giờ mình sẽ kéo phía bên dưới cái khung này, cái mỏ vịt này. Đấy, đưa sát vào này, đặt vuông góc này thành một đường thẳng nhé, để nó ít tiếp xúc nhất, đúng không ạ? Chỗ này cũng vẫn hơi tiếp xúc nhiều, đáng nhẽ là mình phải đưa lên phía bên trên để mình kéo nó dễ hơn. Đấy, nó bị vướng cái mỏ vịt, mọi người nhìn nhá, đôi khi cái vướng đấy là thứ nhất là không hết cân, thứ hai là vướng nhiều nó sẽ bị dễ bị xước cái mỏ vịt đấy, cái dùng rồi một tay đưa sát vào một tay kéo, trọng tâm nó ở giữa, rồi mình đưa sát cái này vào mình kéo, đưa sát vào kéo kéo 2 3 lần.
Đấy, thay đổi tay, kéo phát nữa, bóp, một tay giữ một tay bóp, nó vẫn bằng đấy cân thôi nhưng cảm giác nó chắc hơn đấy, cái dây nó chắc hơn. Những cái dây cuối cùng này chúng ta phải để ý là những cái điểm giao nhau giữa dây dọc dây ngang rất dễ bị xoắn đây, mọi người phải để ý cái này đấy, đôi khi phải lựa lựa kéo một chút, kéo một chút. Nếu mà trong cái chỗ này mà càng kéo càng xoắn thì mình phải tháo ngược cái đầu dây ra mình đan lại nhé. Cái đoạn này dây nó hơi dài, nếu mà mình cứ để vậy mình kéo tự nhiên mình không đưa tay sát vào là nó dễ bị dây nó bị xoắn lắm các bạn. Nên tháo ra mình vuốt vuốt lại, nếu mà dây nó bị xoắn rồi mình tháo ngược lại để mình vuốt rồi bắt đầu. Mọi người để ý cái động tác của mình nhé. Mỗi tay nó phụ trách một bên đấy, làm việc nó rất đơn giản. Khi mình làm mình để ý cái cổ của mình xem là nó có bị cong quá không nhé. Lúc làm mình cúi cúi xuống cong là có khi là cái đấy nó đang bị, cái máy đang bị thấp, mình phải đưa cao lên, tôn cao lên. Đấy mình đưa đây chỗ này nó, nếu mà nó bị xoắn hay bị gì đó mình phải tháo ngược ra nhá để mình hỗ trợ. Bắt đầu mình kéo này, kéo những cái dây này đang bị xoắn ở đấy, đang bị xoắn đây thì đôi khi mình phải tháo ngược ra hoặc là mình đưa cái dù này sát vào đây mình kéo hỗ trợ xoắn chưa đấy, nó bị xoắn này đúng không, bây giờ mình phải tháo ngược cái đầu này ra chứ đừng cố kéo nhá, mình cắt tháo ngược ra rồi tí mình đan lại, nếu không thì mình cố vậy kéo nó sẽ bị xoắn dây đây, cái dây đã bị xoắn ở đây thì các bạn nhìn thấy không, bây giờ mình tháo ngược cái dây này ra và mình đan lại đấy, xoắn tiếp theo lò này là cái dây nó đè vào nhau đấy, thấy không, trong quá trình đan là mình phải để ý cái đầu này đấy, mình vuốt vuốt ngược ra cho nó hết cái xoắn và mình đan lại. Rồi. Tiếp tục mình sẽ đan một hai lượt đi, cái đoạn này mình lo hơi bị nhỏ, nếu mà tay mình không đưa được vào thì mình sẽ dùng cái kìm để mình hỗ trợ, cái chỗ này nó sẽ bị giao nhau lên vướng thì mình lại cũng dùng cái móc như vừa nãy để mình đẩy nó ra để mình đưa sợi cước vào cho dễ. Cái đoạn cái đầu cái sợi này nó bị ấy rồi thì mình sẽ dùng cái kìm mình cắt vợi cái đầu đi cho cái đầu nó cứng lại, dùng cái kìm gắp này để đẩy kéo lần lượt ra, và một tay ở bên trên một tay bên dưới, một tay bên dưới đẩy lên một tay bên trên gấp đẩy xuống. Đấy, đưa đi một chút xong lại này đan 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 xong lại đưa đấy. Có một cái video gốc ấy thì mình có để tiếng nhưng mà âm thanh bị thu bên ngoài tạp âm nhiều quá, thế mình đang lồng tiếng lại các bạn nhé. Đây là cái video lồng tiếng lại, thì các bạn xem video gốc thì có thể xem ở cái link mình để ở dưới trong cái video này. Đấy, để ý này. Bây giờ những dây cuối này mình để ý một chút. Những cái dây này nó sẽ bị chéo, cái dây dọc thì mình phải để ý là không được để cho chéo, hai khi căng xong hai cái dây nó dây ngang với dây dọc nó không được chéo nhau, nếu mà chéo nhau thế là người ta đánh không may ma sát xuống sân nó dễ bị đứt cước, hoặc là những cái cước loại đắt tiền 65 ti hoặc là những cái loại có titan ấy, nó ăn vào nhau nhanh đứt. Bây giờ là đối với những cái máy mà vướng quá thì mình phải đan ngược như vậy, còn máy của mình chưa vướng thì mình đan như này đúng không ạ, còn máy vướng là mình phải đan ngược lại như vậy để xử lý những cái mà nó sát đầu trên đầu quá thì mình sẽ đan ngược như vậy, đan vòng lên dây cuối xong rồi kéo dây dây cuối cùng như vậy, dây mình không vướng thì mình đan tự nhiên như vậy lần lượt lên, một tay ở trên một tay ở dưới đẩy, tay dưới đẩy lên tay trên đưa xuống, cái này nó là những dây cuối này mình làm từ từ thôi, càng dây cuối mình làm cẩn thận không mất bao nhiêu công mình căng. Đấy, mình để ý kéo dây tiếp tục về cái dây cuối xuống kéo này hai lần đấy, luôn luôn động tác mình làm thành thói quen này thì nó đơn giản. Đấy, mọi người nhả cái cước kia ra phải hai tay giữ nhá, một tay giữ một tay. Đấy, bây giờ đan cái dây cuối cùng cắt vợ đi cũng được, không thì chúng ta sẽ cố đan dây dài quá, đây là cái dây cước theo vỉ nên nó dư thôi, nếu mà ai mà căng cước cuộn người ta sẽ
tiết kiệm không dài được như vậy đâu. Mà căng cắt tiết kiệm quá nhiều quả, cắt tiết kiệm quá lại bị thiếu dây. Chỗ này nó giao nhau thì mình lấy cái một cái móc này mình khéo đẩy về bên cái là đưa dây vào nó dễ dàng. Chứ đừng lấy dùi dọc từ ngoài vào nhá, dễ bị đứt cước. Lấy cái kìm gấp này đẩy lên đẩy xuống này. Đấy, cái kìm gấp này để đẩy. Cái chỗ này của mình còn thò tay được vào nhiều chỗ, là nhiều cái máy nó cái khung nó ngắn quá không thò được tay vào. Đấy. Cái kìm gấp này bây giờ có tác dụng như vậy. Cứ từ từ làm thôi, những cái dây cuối mình cố gắng mình xử lý từ từ nhé. Cuống lên là nhiều khi lại mất bao nhiêu công đan cây vợt. Cắt nhỏ tiếp. Bắt đầu lại lấy cái móc đẩy ra, những cái điểm dao là nó vậy đấy. Chỗ này là cái video mình quay làm cho các bạn xem là hơi bị ngượng ngượng một chút, nhưng chứ bình thường làm nó đơn giản. Đấy. Nó bị vướng đấy, nhiều khi nó vướng quá hoặc là cái gen như cái vợt này là mới, cái gen nó chưa hình thành đường rãnh, đôi khi là mình vẫn phải dùng cái dùi để khoan hoặc là mình phải lựa lựa mình đẩy nó ra đấy. Bị vướng quá này này đấy, móc không được bây giờ phải dùng cái dùi cắt tiếp đây. Khó quá đúng không? Trường hợp khó quá dùng cái dùi đục lỗ, nhưng mà nhớ là phải có cái kia đẩy đi nhá, không mình đọc đục tự nhiên vậy là dễ bị ăn vào cước. Nhẹ nhẹ thôi, chọc thẳng vào phát là nhiều khi đứt cước gãy vợt, góc này là dễ bị gãy vợt lắm này. Rồi tiếp tục chúng ta đưa cái đầu cước vào dễ dàng hơn đây này. Lâu rồi không căng, hơi ngượng tay các bạn. Cho nó cứng xong rồi bắt đầu lấy cái này đẩy đẩy qua. Cái góc này nó nhỏ quá mình phải dùng cái đấy đẩy qua rồi. Ok. Vậy là xong. Toát hết cả mồ hôi chứ. Đối với người mới là những cái góc này toát hết cả mồ hôi chứ. Ngày xưa mình hướng dẫn cho mấy người mà cái chỗ đấy là run tay toát hết mồ hôi, buồn cười lắm. Rồi cũng đã qua. Tiếp tục chúng ta vặn này. Đến khi căng những cái đoạn cuối là nó sẽ bị hở cái phần này ra. Thì chúng ta để ý là đừng để nó hở quá, vặn vừa đủ thôi. Để sao để nó không bị trượt. Nếu mình để hở quá là kẹp nó bị trượt, kéo đi kéo lại. Cứ bảo là thiếu cân là tại sao, bởi vì cái kìm nó giữ nó bị hở. Mấy cái kìm hở thì khi căng cái khung nó cứ bị vẹo đi vẹo lại. Cái đoạn này là mình tăng nửa cân, hai cái dây cuối tăng nửa cân, dây dây chốt tăng thêm nửa cân nữa. Nhiều khi mình quen tay thì mình cũng không cần phải tăng, nhưng mà những người chưa quen tay thì mình tăng tăng một chút. Rồi chỗ này nó bị giao nhau, nó bị sao bị đè, thì mình lấy cái móng tay mình đặt vào giữa hai cái sợi dọc và ngang, bắt đầu mình kéo. Thì khi kéo xong thì hai cái nó nằm ở hai bên. Động tác này hơi bị khó đấy, đối với người mới nó hơi khó, nhưng làm nhiều nó quen. Đấy, hai cái này khi mà nó đã không bị chéo nhau thì bắt đầu mình sẽ chốt lại. Người mới cứ từ từ mà làm không sao cả, làm như mình hướng dẫn căng vợt ấy là một người mà muốn nhận cái vợt cho các khách ấy là phải căng đến tầm 50 lượt. Chứ còn căng mới căng mà căng ít xong là mới vừa quen tay cái vào nhận vợt khách cái căng ngay ấy là không đủ cân đâu. Cái chỗ này nó hay bị nhỏ dây này. Mọi người để ý này, nhỏ dây nhiều khi mình phải đưa cái kìm kẹp vào trước xong mình đợi căng xong mình khóa lại. Nhỏ quá mà. Của mình cái máy này thì nó còn hỗ trợ nhiều cái máy bây giờ, cái
cái phần này đưa vào bị vướng, không đưa được cái kìm lên, rất là khó, thì mình phải đan ngược lại. Đôi cái này thì mình đưa vào đây là vừa vừa đủ, không sao, mình để ý. Sau khi căng xong mình sẽ chốt vào dây dọc, có thể chốt ở phía trên đầu này hoặc bên dưới, thường là mình sẽ chốt ở trên đầu này, chốt vào cái lỗ to bên trên dây ngang. Mình chốt làm sao cho cái này nó cũng không đè vào cái dây dây dọc, nếu mà mình đè vào hay hai dây chéo nhau, cái đệm này nó hay bị va chạm khách hay va chạm với sân ấy, hay là, hoặc là hay lấy vợt để hớt cầu ấy, dễ bị đứt cước, mình không được cho nó chéo ở cái những cái đoạn góc này, có thể là bên dưới đấy hoặc ngay bên thắt nút ở lỗ bên trên hoặc bên dưới này, bên dưới này vào cái dây dây dọc, mình thắt vào dây dọc lỗ to trên này là chuẩn nhất theo đúng cái yêu cầu của vợt. Bây giờ mình có thể xoắn qua cái dây này một chút này, mình xoắn xong mình mới chốt nhé. Đấy, cái gần cuối là mình mới xử lý nó cẩn thận nhé. Đây là dây của mình nó còn dài, nó dài vì là dây cong vỉ, còn những cái dây cuộn mọi người cắt mà không cắt tiết kiệm quá đến đoạn này toát mồ hôi ấy. Mình dùng cái kìm nối để mà nối. Đây cái dây này nó còn dài, sử dụng nó còn thoải mái. Những người mà cái dây nó căng cuộn mình cắt ngắn quá, cắt 8,6 mét hoặc là 88 mét, đến khi mình mỗi lần mình cắt đi một chút cước là bị thiếu. Của mình thì thoải mái. Đây dây vỉ, đây mình thắt thì mình để ý dùng cái dìm này, kìm này kéo ngược ra một cái xong kéo lên, kéo ra là để cho lấy hết cái lực ở của cái dây này nó hở, mình kéo ngược ra này xong rồi bắt đầu đưa lên thì nó sẽ căng dây. Tại sao cái chỗ này mình bảo tăng lên một nửa cân, đến đôi khi mình thắt nút nó không chặt thì cái lực nó giãn ngược lại là vừa đủ. Còn nếu mà ai thắt quen rồi thì không phải tăng cân, như vừa nãy giờ mình không có làm cái động tác tăng cân, nhưng mà mình thắt quen rồi thì không sao. Với người mới thì mình phải tăng nửa cân, tiếp tục dùng cái này để kéo nhé. Đấy cái kìm này gọi là kìm bắt đầu, kìm thắt nút, đôi khi nó là kìm nối dây cước, nó chỉ bán có mấy trăm thôi, mình nên mua. Sau khi căng xong thì mình kiểm tra xem là dây có bị móc qua những cái này không. Lúc căng thì cẩn thận đấy, nhưng mà đôi khi là bị móc cũng không để ý, tháo ra. Rồi khi tháo ra là mình phải, cái vợt đã căng xong mới được mở khung nhá, nếu mà chưa căng chưa chốt xong mà mở khung là dễ bị gãy vợt nhé. Mình tháo lần lượt một tay luôn giữ vợt không nó rơi. Đấy, một tay giữ vợt, một tay mở xung quanh. Và khi xong thì mình sẽ đưa ra mình kiểm tra dây có bị trùng hay là bị xiên xẹo gì không, thì mình chỉnh trước, xong rồi bắt đầu hoàn thành xong thì mình mới cắt cái dây vợt nhá, chứ đừng cắt vội nhá, nhiều khi mình mở ra mình mới biết là mình đang là bị trùng. Căng xong là mình nhớ là hạ cái mức cân này xuống nhá, để cái áp lực nó không đẩy lên lò xo, nó đỡ bị hạ lò xo. Kiểm tra một chút, bình thường đấy là mình không cắt dây, mình buộc cái dây này ở đây. Rồi đến khi khách họ ra họ lấy vợt thì mình bắt đầu mình mới cắt dây để an toàn, nhớ đến lúc đấy mình nhiều khách quá mình căng mình quên cái mất mình căng cái dây khác, nhầm ý của khách cái là khách đòi đổi thì mình còn tháo được ra. Ok, mình kiểm tra xong thì mình thấy là ở những cái điểm đầu nó không bị chéo nhau, chồng chéo nhau rồi, thì mình bắt đầu là mình sẽ hoàn thành một cái vợt. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này. Và ai còn muốn học căng vợt hay là học đan vợt thì có thể liên hệ với số của mình là ở comment nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.